Sau khi lấy sóng sóng rung và âm vang của 4 chiếc cùng size là 26 với nhau. Trong 4 chiếc này á, New Moon này là dòng chuông mới cho ra đời và rất là đắt tiền, đắt nhất trong những chiếc chuông còn lại. Thì trong 4 dòng đó, dòng thường, rồi dòng Full Moon và dòng Black, dòng chuông Gold cũng là dòng thường, thì chỉ có chiếc chuông Full Moon và chuông New Moon này là cao cấp. So về thì sóng là sóng rung và âm là âm vang, cái âm vang nó không bằng những dòng chuông Full Moon. Về mặt hình thức thì chuông New Moon hoàn toàn đẹp hơn, có vẻ sáng và đẹp hơn, đẹp rất là đẹp về hình thức bên ngoài. Còn về sóng âm thì tương đồng với nhau, không khác gì mấy so với chuông thường. Còn chiếc New Moon này giá thành rất là cao, hiệu quả mang lại không tương đồng. Cá nhân mình thì khuyên những người là làm chuông chuyên nghiệp không cần sử dụng đến cái dòng mới này đâu, thì dòng mới này khá đắt mà cũng không mang lại cái hiệu quả cao như mong đợi được.